Ngày 18 tháng 1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức triển lãm Tổng Bí thư Trường Chinh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh, ngày 9 tháng 2 năm 1907, ngày 9 tháng 2 năm 2017. Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, cùng lãnh đạo các bộ ban ngành và gia đình đồng chí Trường Chinh. Trong lưu bút, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có viết: "Cố Tổng Bí thư Trường Chinh, một nhân cách lớn, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất, nhà lý luận, nhà văn hóa nổi tiếng, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc." Triển lãm Tổng Bí thư Trường Chinh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự kiện ý nghĩa được tổ chức đúng vào dịp Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 87 năm ngày thành lập. Cả đất nước đang bước vào mùa xuân mới đón Tết cổ truyền Đinh Dậu. 81 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng với nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đồng chí Trường Chinh đã thể hiện tấm gương của một đảng viên cộng sản kiên cường, suốt đời trung thành, tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, vượt qua những thử thách hiểm nguy, nêu cao tấm gương của một người lãnh đạo tiêu biểu với những cống hiến quan trọng trong hoạch định đường lối chính trị của Đảng. Đồng chí là người nghiêm khắc, mẫu mực mà chan hòa, nguyên tắc kỷ luật mà chân thành, khiêm tốn, khoa học, cẩn thận mà thiết thực hiệu quả. Cố Tổng Bí thư Trường Chinh là niềm tự hào của những người cộng sản Việt Nam, là niềm yêu kính thiêng liêng của nhân dân ta. Đồng chí là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm đã giới thiệu một cách sinh động về cuộc đời cách mạng sôi nổi và phong phú của Tổng Bí thư Trường Chinh trong gần suốt thế kỷ 20, gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng, của nhân dân ta cùng những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam. Tuổi hoa niên của Đặng Xuân Khu, tức Trường Chinh, được thừa hưởng truyền thống quê hương và kho tư liệu quý giá, kiến thức rộng lớn của gia đình dòng họ. Đây cũng chính là hành trang để người thanh niên yêu nước bước vào cuộc đời hoạt động cách mạng đầy thử thách mà oanh liệt. Đứng trong hàng ngũ những người cộng sản trưởng thành trong cuộc đấu tranh cách mạng, đồng chí Trường Chinh là nhà lãnh đạo có nhiều quyết sách đúng đắn, sáng tạo, đặc biệt là dấu ấn nổi bật của đồng chí trong những bước ngoặt của Đảng, của đất nước. Với những di sản quý báu, đề cương văn hóa năm 1943, kháng chiến toàn dân toàn diện nhất định thắng lợi, người cày có ruộng, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cố Tổng Bí thư Trường Chinh còn là người sớm nhận rõ những hạn chế của cơ chế quan liêu bao cấp trên cương vị Tổng Bí thư. Năm 1986, đồng chí đã cùng Trung ương Đảng đề ra chủ trương đổi mới toàn diện, khẳng định đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn. Đại hội lần thứ 6 của Đảng là một mốc son và một bước ngoặt vĩ đại của đất nước ta. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trường Chinh để lại cho mai sau một tấm gương cộng sản kiên trung, trí tuệ, trong sáng và mẫu mực. Cũng trong lưu bút, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết tiếp: "Nhân dịp này, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, những tấm gương kiên cường, bất khuất, hy sinh cao cả, đạo đức trong sáng, hết lòng vì nước, vì dân của các chiến sĩ cách mạng tiền bối, những người đã làm rạng rỡ lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam."